Sơn đã có mặt ở một cái đám cưới của một người em của Sơn. Người anh em của Sơn ở Phú Thọ, và ngày hôm nay là một cái ngày rất là trọng đại của bạn ý. Bạn ý có một cái tên rất là đặc biệt các bạn ạ. Một cái tên phải gọi nó là gì thì sau Sơn sẽ để cái tên của bạn ấy trên dòng tiêu đề trong cái video này nhá. Thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái buổi đám cưới của người em của Sơn. Và trong cái không khí ngày hôm nay ấy, thì Sơn cảm giác là nó có một cái điều gì đó nó rất là hoành tráng, hoành tráng. Đây, chú rể ở bên kia. Nhưng mà hôm nay thì chú rể đang ở trong cái khu vực là phục vụ các bạn ạ. Thì chắc là buổi chiều nay thì rể mới mặc vest, thì sau đó thì Sơn sẽ phỏng vấn bạn ấy sau. Và bây giờ thì Sơn sẽ đi ghi lại những cái hình ảnh làm cỗ của cái đám cưới này. Cái đám cưới này thì nó có rất là nhiều những cái món ăn Sơn thấy cũng rất là ngon và khá là hiện đại các bạn ạ. Bây giờ thì các bạn theo chân Sơn để đi xem là cái đám cưới ngày hôm nay là sẽ có những cái món ăn gì đặc biệt đã nhá. Đây các bạn này, bây giờ thì mới là đầu giờ chiều thôi. Nhưng anh em trong nhà bếp thì đã phục vụ được cũng một số những cái món ăn rồi. Cơ số rồi, đã được phục vụ ra đây. Có món tôm này, rồi món khoai này, cả món gà này, đấy, giò này. Còn rất là nhiều món nữa, rất nhiều món nữa thì mọi người đang chuẩn bị ở trong khu vực nhà bếp. Còn bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào phía trong bên nhà bếp để xem là các cô chú anh chị trong này có những cái món ăn gì đặc biệt nhé các bạn nhé. Đây rồi các bạn ơi, bây giờ thì Sơn đã di chuyển sang khu vực nhà bếp. Ở phía bên này thì Sơn thấy là các bà, các cô, mọi người là đang làm những cái món ăn để phục vụ cho buổi tiệc chiều hôm nay các bạn ạ. Ôi, mình thấy thì có khá nhiều món ăn ngon. Đây, như một bạn thanh niên đẹp trai là đang bê món. Món này là món gì đây bạn nhỉ? Chim quay, chim quay. Chim to dần đúng không? Vào trong kia. Đây rồi các bạn ơi. Đây chính là cái món mà bạn đẹp trai vừa nãy bạn bưng bê này. Thì ở đây thì Xuân thấy là có các cô, các chị là đang làm cái món đấy. Chị gái cho em hỏi đây, cái món này là chính xác tên gọi của nó là gì vậy chị? chị gái. Món này là món chim. Vâng. Thế là thế là chị đang sờ chết. Nói thế nó hơi ấy. Chị đang sắp. Sắp chim. Vâng. Chị ơi, cái đầu chim đâu chị nhỉ? Chị thử. Em nhìn. Đây. Đấy, đây món chim quay các bạn nhé. Món chim quay. Và mọi người ở đây thì rất là vui tính. Mọi người đang sắp những cái món đồ ăn để phục vụ cho bữa tiệc chiều ngày hôm nay. Cô cho cháu hỏi đây, cái món này là món có vậy? Cô món này là cô ơi, món này là món khoai chiên à cô? Vâng, giới thiệu các bạn, đây là món khoai chiên. Các cụ xưa thì bảo là ăn khoai thì lại nóng ruột, mà nóng ăn khoai bổ khoai. Nhưng mà cái này thì ăn cái gì bổ cái đấy. Đúng rồi, bây giờ ăn gì bổ đấy. Thế cho nên là trong cái đám tiệc ngày hôm nay thì sẽ phải có món chim các bạn ạ. Nhưng mà ngoài món chim ra thì còn có món gì để phục vụ cho chị em phụ nữ nữa không cô nhỉ? Trứng, chính xác. Hồi trưa thì cháu có nhìn thấy nhiều trứng. Đây, ở bên kia các bạn ạ. Món trứng ở bên kia. Còn bên này thì có một cô đang chiên khoai. Đây, cái món khoai chiên cũng khá là thú vị đấy các bạn. Chiên trên một chảo dầu nóng sôi ngục. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang xem cái món để cho phụ nữ nhá. Là món trứng đấy. Đàn ông thì có chim rồi, bây giờ thì phụ nữ sẽ có trứng các bạn ạ. Ở đây thì Sơn cũng quan sát thấy là các cô chị là chuẩn bị rất là nhiều những món rau. Món rau này chắc là theo như Sơn nghĩ là để phục vụ để xào trâu, xào bò gì đấy các bạn ạ. Còn kia, ở bên kia thì có một lồi trứng đây rồi. Bây giờ Sơn sẽ ra mở vung lồi trứng này. Mở vung lồi trứng này cho các bạn xem là trứng gì. Đây rồi. Trứng vịt lộn là bà. Ôi, đây các bạn này. Lồi này có khi nó phải 1020 mấy quả đấy các bạn ạ. Ui, đấy, đám cưới là có phục vụ cả ui mình không, rồi đại vung lại rồi. Anh bà đã bảo không lại quay nồi rau ngay cho bà lên kìa.
Trong khu vực nhà bếp này thì Sơn quan sát thấy là mọi người ở đây là rất là nhiệt tình để phục vụ cho vâng ạ. Mọi người rất là nhiệt tình để phục vụ giúp đỡ cho gia đình gia chủ. Và đây các bà, các cô cũng đang sắp những cái món luộc, đồ luộc, đó là cà rốt và su su, mọi thứ. Những cái món ăn này thì cũng không thể thiếu ở trong những cái đám cỗ để kiểu như là ăn, nói chung là đồ luộc ăn cho nó mát đấy các bạn. Còn đây nữa các bạn ơi, cái món gà luộc này thì như bao cái đám cưới và ở vùng cao cũng như là đồng bằng thì Sơn cũng đã quay và review rất là nhiều rồi. Thì cái món này thì gần như là không thể thiếu được trong mỗi đám cỗ. Và gà luộc này thì Sơn thấy cũng khá là ngon, bởi vì là trong cái khoảng thời gian này thì kiểu như là đang đói ấy, thì nhìn thấy cảm giác ngon lắm. Cảm giác có thể là một con này cái mà băm đùi này ra mình cứ xé ăn thì cảm giác nó phê thật. Cái này là một con băm hai đĩa đúng không cô? Vâng. Cô, một cô trông cũng có vẻ có tuổi rồi nhưng mà băm gà rất là khéo các bạn ạ. Đây, cô băm gà xếp một con hai đĩa, lửa con vào một đĩa này, đĩa bầu dục này. Đấy, xếp rất là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Các bạn xem này, cô đấy có vẻ cũng có tuổi rồi nhưng mà băm rất là chuyên nghiệp các bạn. Còn khu vực này thì Sơn lại quan sát là thấy có các cô đang làm cái món tráng miệng các bạn nhé. Đấy, đây là món dưa đỏ để tráng miệng, dưa hấu. Ôi, dưa này cảm giác là nó rất là ngọt. Đấy, mọi người là đang làm thêm món tráng miệng. Nói chung là trong đám cỗ này thì sẽ rất đầy đủ các thứ các bạn. Còn bây giờ thì chắc là Sơn sẽ lướt qua bên ngoài sân khấu một xíu nữa nhé. Cô dâu chú rể ngày hôm nay thì đây các bạn ơi, đôi bạn đấy chụp ảnh cưới ở Sapa. Và hiện tại bây giờ thì chú rể kiểu vẫn là đang trong khâu phục vụ ấy, cho nên là Sơn chưa muốn ghi hình bạn ấy. Để quay trên ảnh trước cho các bạn xem. Cô dâu chú rể là khá là đẹp đôi luôn ấy. Ảnh chụp trên Sapa các bạn nhá. Còn đây khu vực ngoài sân khấu thì sẽ cũng có hoa tươi rồi. Thấy dàn âm thanh ánh sáng có vẻ là rất là rực rỡ. Và chắc là lát nữa thì Sơn sẽ ngồi hát một tí, hát vài bài. Các bạn quan sát và xem nhé. Ở đây thì ngày hôm nay đám cưới của người em của mình đây thì mình thấy có một cái điều cũng khá là lạ. Vì cái đội bưng bê, đội sắp cỗ bưng bê này thì toàn là con trai đấy các bạn ạ. Chính xác thì là toàn là con trai bưng bê thôi. Còn phía nhà bếp thì có các cô, các chị rồi. Nhưng mà phía bưng bê này thì toàn bộ là anh em con trai hết. Không thấy một bạn con gái nào. Còn đây là mâm cỗ nha các bạn nhé. Mâm cỗ trong đám tiệc ngày hôm nay của người anh em của mình nhé. Cũng rất là nhiều món ăn ngon. Đặc biệt là có cái món giò này các bạn này. Đây là cái món giò này, là một cái món đặc sản của đất quê hương Phú Thọ luôn đấy các bạn ạ. Món này rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn. Đấy, xong một mâm cỗ cũng đầy đủ các món ăn, rất là ngon. Vâng thưa các bạn, sau một hồi các cô, các chị và các bạn trai phục vụ và dọn cỗ thì bây giờ thì mọi người đang vào mâm cỗ bàn tiệc rồi các bạn ạ. Một hội trường khá là đông. Bên này hai dãy này, bên này một dãy và bên đằng kia nữa. Nói chung là cái đám cưới ngày hôm nay của bạn Chop 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 này là rất là đông. Đông rồi, bạn bè du khách gần xa cũng như là anh em rất là đông bên này. Nhưng mà giờ này thì là các giờ để cho kiểu như là các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác
mọi người ăn cỗ trước rồi, chắc là lát nữa thì mới đến giờ của thanh niên các bạn. Bây giờ thì mình quan sát thấy là toàn bộ là các người kiểu như là hàng xóm ấy, với cả anh em ở xa. Bây giờ thì Sơn quan sát thấy là có một mâm thanh niên, cũng là bạn bè của chú rể ngày hôm nay. Trong đó là cũng có một số những người anh em của mình ở trên Lào Cai để về đây tham dự đám cưới của người anh em chóp các bạn ạ. Đây, chào tất cả mấy anh em nhá. Mấy anh em vừa trên Lào Cai về đúng không? Đi đường xa về, thế là được ưu tiên là vào ăn cỗ đầu tiên luôn đấy. Còn bây giờ thì là toàn của các ông các bà trước thôi. Thế là anh em Lào Cai về là được ưu tiên đấy. Thôi chúc anh em cứ chiến đấu đi, chúc anh em ngon miệng. Thế còn thôi cứ triển khai đi, anh quay cho nó tí xong rồi lát nữa thì vẫn phải lượn nhiều, còn phải mỏi chân lắm. Thôi anh em triển khai dần đi, tí nó các da nó vả có gì đâu mà. Đây, giới thiệu cho các bạn là trong cái đám cưới ngày hôm nay của bạn chóp này thì có một cái dàn gọi là phục vụ rất là hot luôn nhá, mà hot nhất của năm 2022. Mà tại vì sao mà ngày hôm nay á, nó là một cái ngày trọng đại, một ngày đặc biệt, đó là ngày sinh nhật của một cựu lãnh tụ của đất nước chúng ta, và cũng là trận bán kết đầu tiên của đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Thì trong cái đám cưới ngày hôm nay là toàn bộ đội ngũ nhân viên này để phục vụ trong cái đám cưới bừng bề các kiểu, là toàn anh em thanh niên thôi, toàn trai tráng thôi. Anh nào là anh ấy là cũng trông rất là lực lưỡng. Đây, trông một ví dụ một trong những bạn ở đây. Đấy, nhìn gọi là nhìn chuột bọ của bạn ấy thì nó gọi là rất là ai ố xì mà luôn. Còn đây là bàn tiếp rượu này. Đấy, bàn có luôn nhá, bàn tiếp rượu luôn này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, những người mà phục vụ bên rượu giờ thì sẽ đeo một cái thẻ như thế này và cầm một cái chén để đi phục vụ tiếp rượu. Đấy, một cái đám cưới rất là đặc biệt ở tại quay lại quay bàn tiếp rượu này, ông nào cũng mặt đỏ thế dài. Đấy, nhưng mà đặc biệt là bạn này là vẫn chưa kiểu như là thanh niên, chưa có mấy, cho nên là mọi người vẫn chưa à đây nữa ôi lại tiếp tục nữa là một bàn tiếp rượu nữa. Mình quan sát thì ở ngoài kia thì cũng có một số chú là cũng có cái thẻ như này, nhưng bây giờ thì anh em trong này đang kiểu như là luyện cơ đấy, anh em kiểu đấy, đang luyện cơ. Đấy các bạn ơi, ngày hôm nay thì bắt đầu sang ngày mới rồi, đã đến giờ đẹp, ngày đẹp rồi thì chú rể đã trong xong khâu chuẩn bị, bây giờ thì bắt đầu sẽ tiến hành bước lên xe hoa để đi đón cô dâu mới về các bạn ạ. Ăn được mấy con tôm rồi? Mới một con đấy. Thế được mấy miếng chả rồi? Mới được một cái chả. Thế cảm xúc của em lúc này thì em cảm thấy như nào? Đói ạ. Cảm xúc thì đói à? Vâng. Không thấy hồi hộp à? Không ạ. Không á? Ôi. Em chỉ sợ tính là đeo vàng hơn cái cổ tí. Là có nghĩa là bây giờ mình phải ăn tôm để lấy sức để đoạn đeo vàng đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng mà anh thấy chú rể chót đang đứng ngoài kia có vẻ là cũng rất là nóng ruột để muốn được vào rước dâu rồi mà em không thấy hồi hộp sao? Rồi em cũng có ạ. À,
Có nghĩa là mình quen cảm giác này, nó quen quen rồi nên là cũng không hồi hộp lắm đúng không? À cũng hơi hơi thôi. Ok, cảm ơn em. Sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống dồn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi cô
Thân
hạnh phúc như chưa bao giờ.